Tôi giúp em Fortuner máy xăng số tự động 2021 anh chị, và đây là phiên bản máy xăng 2 cầu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, lăn bánh chỉ 28.000 cây số. Tất cả các anh chị mình đang xem kênh của Huệ Auto Sài Gòn, chuyên mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng. Thì anh chị bên cạnh cái mẫu xe Fortuner sẽ giới thiệu chi tiết thì hôm nay em còn có thêm vài chiếc nè, Fortuner TRD Sportivo 2016 anh chị nha. Xe này thì lăn bánh chỉ mới có là 76.000 cây, biển thành phố. Em đang chào bán với giá là 585 triệu anh chị nha, máy xăng số tự động. Bên cạnh này là Camry 2.5Q 2022, xe lăn bánh 15.000 cây số anh chị nha. Bên cạnh này là một mẫu 5 chỗ gầm cao vừa mới về luôn nè anh chị, Toyota Corolla Cross nha. Phiên bản này là 1.8V máy xăng 2022. Rồi bên này thì em còn có thêm vài cái mẫu xe nhỏ nhỏ nè. Toyota Yaris 2021, bản này là bản G nhập Thái Lan anh nguyên chiếc anh chị nha, đi có 6.600 cây. Toyota Vigo 2021 anh chị nha, đi có 24.000 cây số. Thì bên cạnh đó thì bên em có dịch vụ là định giá xe cũ miễn phí luôn anh chị nha. Sẽ định giá và báo giá anh chị là xe qua sử dụng mình là không có tốn bất kỳ chi phí nào hết luôn anh chị nhé. Với số điện thoại liên hệ của em là 0937003355, em có đang để trên góc trái màn hình của anh chị nha. Thì không làm mất thời gian của anh chị nữa, mời anh chị mình quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay anh chị nha. Dạ anh chị mình thông cảm, micro bị hết pin á, mình tiếp tục anh chị nha. Và anh chị, chiếc Toyota Fortuner máy xăng số tự động 2021, xe lăn bánh 28.000 cây, bản 2 cầu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Em chào bán với giá là 1.070.000.000 anh chị nha. 1.070.000.000 bán ra bên em cam kết anh chị là xe không đâm đụng, không mặt nước, động cơ hộp số mình còn nguyên luôn, bao chất hãng luôn cho anh chị, và xe sẽ còn bảo hành chính đến năm 2024 anh chị nha. Bây giờ mời anh chị đến với thông tin chi tiết của mẫu Toyota Fortuner này với cô và anh chị nhé. Em xin mời. Dạ, Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động anh chị nha, 2021. Đây là bản máy xăng cao cấp nhất luôn. Cụm đèn pha nữa anh chị xem, còn rất là đẹp luôn nha. Trang bị cái dãy đèn led nè, bóng chính là bóng projector nè, cảm biến gốc ở phía trước nè. Đó, mặt ga lăng rất là mới luôn. Xe còn đẹp lắm, anh chị đi có 28.000 cây 2021 mà bây giờ là 2023. Đấy, anh chị hình dung một năm đi có mười mấy nghìn cây. Lớp xe này ga gió còn dày vu luôn, mâm xe này rất là ít trầy xước luôn anh chị nha. Phiên bản hai cầu máy xăng thì cái mâm mình sẽ khác với những cái phiên bản còn lại. Đăng kiểm đường bờ, đăng kiểm mình dài hạn đến tháng 5 năm 2024, anh chị mình đi là vô tư luôn nha. Và một điều đặc biệt là chiếc này của mình là màu trắng ngọc trai. Nếu mà hồi trước anh chị mình mua mới, cái màu trắng ngọc trai này giá xe sẽ cao hơn những cái màu khác anh chị. Bệ bước chân có mạ chrome này anh chị ha. Đó, xe có dán sẵn phim cách nhiệt luôn, viền chân kính chữ U. 28.000 cây anh chị ha. Bảo dưỡng thì đầy đủ hết từ trong hãng luôn, nên chị mình yên tâm về phần lịch sử hãng nha. Đó, xét bị cúp điện ở phía sau. Cúp điện anh chị ha. Đó. Trong nội thất xe thì cũng trang bị sẵn luôn cho anh chị, là chạy sàn simili nè. Hàng ghế cuối thì chỉ anh chị mình gặp phẳng qua hai bên hông thế này ha. Nghĩa là ghế zin. Nội thất của mình là màu đen nha. Mẫu mới 2021 là nội thất màu đen. Đai ốc keo chỉ nè, còn nguyên zin và liền lạc hết anh chị nha. Thì xe bên em bán ra cam kết anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số mình còn nguyên nha. Đây khung gầm nè, rất là đẹp luôn anh chị. Bánh xe dự phòng mà, lớp xe còn gì cua luôn. Khung gầm. Mâm chính của mình á, cái mâm phụ của cái sơ cua của mình thì mâm nó sẽ y chang như là mâm chính luôn anh chị nha, là mâm bức luôn nha. Cúp điện thôi. Cũng đen anh chị. Cái lại thiết kế khí động học nha anh chị ha, để cho xe mình vận động chút mượt mà hơn. Dàn vỏ hay là của Vestcon nguyên zin hết á. Tuần thứ 34/2021 anh chị, lớp xe này vui được. Máy 2.7 hai cầu thì xe tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng 11.1 nha, cái đường hỗn hợp. Nội thất ở bên trong nha anh chị. Đó. Ghế da màu nâu à, còn rất là mới luôn anh chị, căng cứng á. Cửa sổ, cửa gió điều hòa xe này ghế ở phía sau nè anh chị. Khoảng để chân của hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi này. Fortuner thì gầm cao mấy thoáng á, thích hợp luôn nếu anh chị mình đi khoảng cái đung đường xấu, đường gồ ghề đồ nhiều. Đây, gương chiếu hậu bên này xe chỉnh điện gập điện này. Kính mình lên xuống tự động ha, tất cửa các kính anh chị ha. Xe bản hai cộng nên là sẽ có cái nút mở cúp điện nè, máy là máy xăng. Ghế lái mình chỉnh điện anh chị nha, 2021 này. Xe này của mình nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Chìa khóa thì em còn đầy đủ hết anh chị mình, hai chìa nha, không thiếu gì. Vô lăng này ốp gỗ bọc da, có ga tự động, cruise control ha, lấy chỉ số trên vô lăng. Mở cái ô đo lên anh chị mình coi với em ha. Đề nổ startup thì cũng trang bị luôn anh chị nha.
Màn hình đẹp anh chị ha. Khởi động lên động cơ rất là lanh. 28.935 cây số anh chị ha. Và phiên bản xăng cao cấp nhất nên cũng sẽ được trang bị cái màn hình JBL mình đi cùng với hệ thống âm thanh loa, sẽ là loa của JBL luôn anh chị nha. Đây loa của JBL luôn. Màn hình này mình tích hợp được cái bản đồ chỉ đường. Đồ chỉ đường nhưng mà 2021 cái này là mình áp dụng bằng cái phương pháp là chỉ đường. Điều hòa mình chỉnh tự động ha. Xe hai cầu thì anh chị để ý mình dưới đây mình có cái hệ thống là gài cầu ha. H2 này, H4 và L4 nè. DAC này hệ thống mình hỗ trợ đổ đều anh chị. Những chi tiết trong xe nè, ốp gỗ mẹ cờ rơm ha, rất là đẹp và sang trọng luôn. Eco Power đi cùng hộp số tự động 6 cấp anh chị. Ở bên phía này có thêm cái nút cân bằng điện tử. Cái nút này thật ra khi anh chị mình tắt máy khởi động lại thì hệ thống cũng bị hoạt động. Anh chị tắt thì cũng sẽ hoạt động trở lại ha. Hệ thống khóa bi sai cầu nè. Ở bên trên này là hộp lạnh. Lạnh anh chị nha. Ở phía dưới này là hộp để giấy tờ nè. Xe thì 2021 anh chị mình còn bảo hành đến 2024 anh chị nha. Những chi tiết ở trong xe này còn rất là mới luôn. Màn hình điều khiển ở trên anh chị rất là đẹp, quá mới luôn. Trên này là giả da anh chị nha, giả da. Khu vực này là nhựa nè, cái này là da nè, bọc da. Xe đi thì 28.000 cây, rất cực kỳ ít luôn. Chiếc này máy xăng hai cầu anh chị nha. Và bây giờ em mời anh chị mình đến lại khoang máy của xe với em cái nha. Khoang máy thì bên này. Và anh chị nha, đây khoang máy của chiếc Toyota Fortuner máy xăng hai cầu số tự động nha, máy 2.7. Em cận cảnh anh chị nè, đây ốc tiêu chỉ của xe. Bây giờ xe bên em bán ra nha, cam kết anh chị không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số mình còn nguyên nha, và bao cái nạn luôn. Máy nha, anh chị nhìn cái khoang máy nó đẹp đến như thế này luôn. Cam kết là không đâm đụng, không ngập nước luôn. Đây ốc tiêu chỉ nguyên zin liền lạc hết luôn anh chị nha. Cabo này chưa ra một con ốc nào hết luôn. Dạ, và em xin phép được nhắc lại thông tin của chiếc Toyota Fortuner này anh chị nha. Đây là phiên bản Fortuner máy xăng hai cầu số tự động 2021. Xe mình lăn bánh 28.000 cây số. Hiện tại đang đứng biển số tại tỉnh, hiện tại thời điểm này anh chị nha. Thì anh chị mình mua xe biển tỉnh hay biển thành phố thì mình về đăng ký lại về thành phố mình cũng trước mắt là không có tốn 20 triệu tiền biển số anh chị nha. Áp dụng theo cái thông tư mới. Còn sau thời điểm đó thì như thế nào thì mình sẽ tính tiếp vào thời điểm đó anh chị nha. Thì cũng là của bên công an họ ra quy định hết thôi mà. Đến biển tỉnh đi 28.000 cây, một chủ sử dụng từ đầu còn bảo hành chính hãng anh chị mình đến 2024 anh chị nha. Em chào bán với giá là 1.070.000.000, 1.070.000.000 anh chị nha. Bán ra cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không phạt nguội, động cơ hộp số máy còn nguyên hết anh chị nhé. Chị yêu thích mẫu xe nào có liên hệ trực tiếp với em qua số 0937003355 anh chị nha. Hoặc là anh chị mình có yêu thích mẫu xe nào trong số những cái chiếc xe đã có giới thiệu như trong clip đầu anh chị này cũng có thể liên hệ trực tiếp với em để em gửi đầy đủ thông tin chi tiết với anh chị nhé. Em xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh chị ở những chiếc video kế tiếp, những mẫu xe kế tiếp anh chị nha. Em xin chào.